Ủa chị đang làm gì vậy? Giảm cân. Trời đất ơi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video Queen. Chà đà. Mặc dù chưa có tới mùa trung thu nhưng mà hôm bữa đi mua nước xong rồi mới phát hiện là ở ngoài Phúc Long đã bắt đầu bán bánh trung thu rồi. Video này không quảng cáo và không được một đồng nào từ tài trợ đâu, cho nên là mọi người đừng nói Yến là quảng cáo nha. Xong rồi Yến là một đứa rất là sợ mập nhưng mà lại rất mê bánh trung thu. Yến biết là rất là nhiều bạn giống Yến, kiểu tụi mình ăn cái gì cũng sợ mập đó, nhưng mà bánh trung thu một ngày mình có thể ăn mấy cái luôn á. Mà bánh trung thu á là phải đúng mùa, khoảng tầm trước trung thu một tháng thì người ta mới bán. Nhưng mà trời đất ơi, tự nhiên lần này đi mua nước xong phát hiện là bên đây đã có bánh trung thu từ rất sớm rồi. Và Yến đã quyết định là sẽ mua 4 cái bánh best seller, nghĩa là những cái bánh mà bán chạy nhất của Phúc Long, về ăn thử và review với mọi người coi là nó ngon dở ra sao và có đáng với cái đồng tiền mà mình bỏ ra không. Một cái như vậy là Yến mua với giá là 88.000, nhưng mà có một cái mắc hơn, Yến nhớ cái nào ở đâu thì có giá là 110.000. Nói chung là khá là đắt, cho nên là hôm nay mình sẽ ngồi đây ăn thử bánh trung thu của Phúc Long. Đầu tiên về cái hộp. Để làm gì á? Không, tao gọi là gỡ ra tao cái hộp phải hả? Cái hộp làm gì vậy? Không, không là mày lấy cái hộp, tao lấy cái ruột đúng không? Ừ, thấy cái mặt trời. Chưa có tháng cô hồn, tao chưa cái gì cũng được. Mày thử không? Tao ăn thiệt. Mày ăn bánh trung thu Phúc Long bao giờ chưa? Chưa, nên là thành ra mày một cái đang cầm, còn ba cái còn... Không, không, không. Nói chung mày ngưng bước dậy đi, thì ngồi đây tao sẽ cho mày ăn thử. Ví dụ như tao có mất dậy thì tao là ăn. Không, 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 không. Thì rõ ràng nếu mà tao mất dậy tao luôn 4 cái. Thôi lấy 2 cái thành lên với ba. Ê, đi tao mày đạt cho một phát bây giờ. Đầu tiên về cái cầm gì vậy? Thôi đi. Để cho mày ăn thử. Không, tao ăn luôn. Không, mày để nó quay video coi. Con này mon nhìn. Đầu tiên về cái vỏ thì năm nào Yến thấy là Phúc Long cũng cho mình một cái hộp đựng bánh rất là xinh như vậy. Rất là xinh luôn á. Nói chung là so với những cái bánh trung thu bên ngoài thì bánh ở đây rất là xinh, giống như quảng cáo vậy mày. Trong khi tao bỏ tiền ra mua tới bà. À, đây là cái bánh. Trong đó hình như có gói trà đây. Đây, một cái bánh thì sẽ đi kèm một cái gói trà, không biết phải được phần ly không? Được chứ. Nhỏ xíu à. Nhưng mà trà nó nở ra mà. Đâu, đừng chống chứ. Nhưng mà một cái như vậy 88 ngàn, khá là mắc, mắc không? Không biết, thì so với cái bánh trung thu bình thường, mắc, cũng mắc, tại vì... Đây. Nó đâu có nhân gì. Có nhân chứ mày. Nó không thường bánh trung thu á, có trứng này, trứng nọ, có thịt, có bia cá, nó mắc. Đây, nhỏ xíu như vậy. Rồi, cái này là... ở đây có 4 loại là bánh trà xanh hương thu. Yến cũng biết hương thu là hương gì nữa. Hương mùa thu đó. Hương mùa thu có hương gì? Hương hoa cúc. Hoa cúc là hoa cúng mà. Nhưng mà hoa cúc ở mùa thu, hương thu, hương tại sao mùa nào cũng có hoa cúc chứ bộ? Nhưng mày mà ngu quá à, mày mới ngu quá à. Hương của bạn là bánh hương thu. Hương hoa cúc, hương đồ cúng nhưng mà cái này đồ mua. Thành ra không phải. Không có tài trợ, không hề có một sự tài trợ nào ở đây. Ủa hai gói trà này. Ê, bữa mình mua hết bao nhiêu? 340 mấy ngàn. No, 400 mấy lận. 340 mấy. 88 ngàn một cái, 3 cái là 240. Ok. Có một cái mắc nhất, Yến có mua hai cái dạng cà phê nhất. Cà phê Bạc Hà, cà phê Hương Thu. Đây cái này, cái này chưa khui. Cái này 110 nè. Cái này mắc nhất tại vì nó có như là 5 loại hạt trong đây á. Nói chung là bánh trung thu thường khá là ngọt, xong rồi sẽ kèm thêm một bịch trà để mình có thể vừa ăn vừa uống trà như mấy người già. Nhưng mà tụi mình có nhu cầu ăn nhiều hơn. Ê, nó không có cho mình con dao. Mua một cái hộp luôn, đựng mấy cái nó cho dao. Bây giờ mình ăn sao? Mình đây. Trời ơi, Yến có một cái rổ quá đẹp. Đây tụi mình có như vậy. Bỏ trà vô. Đó. Bỏ trà vô, bỏ trà vô. Không biết, không biết là không như đang quảng cáo thật sự. Không biết là nhãn hàng thấy có được bút quảng cáo không. Nhưng mà quá tốn tiền cho cái việc mua như vậy. Xong mình sẽ thử ra. Bánh nhỏ xíu à. Nhưng mà cái khuôn làm rất đẹp. À, hương thu nè. Mày nghe chưa? Cái mùi nó rất là dịu á. Tao nghĩ tao cũng nghĩ như vậy. Tao nghĩ là nó sẽ rất dịu thôi. Giống như là thí dụ mày hỏi là hương cà phê thì nó nghe mùi cà phê. Nhưng mà hương thu là hương gì? Hương dịu dịu, nhẹ nhẹ. Tên cho nó bánh bèo thôi. Đây mọi người. Bánh được làm rất là đẹp. Ủa sao hương thu? Lắm hương thu vậy? Đây mình sẽ có hai cái này. Cái này là hương thu nè. Cái này là trà xanh. Đâu? Sao hương thu? Hương thu sô-cô-la vậy? Cái vỏ bánh á. Như vậy. Bánh mẹ cho thật sự. Cái này là cái ngũ nhân. Có 5 cái hạt. Cái này không nhớ, nó xé ra rồi. Nhưng mà có một cái là cà phê Bạc Hà, một cái là cà phê Hương Thu, trà xanh Hương Thu. Bây giờ mày muốn ăn thử cái nào? Trà xanh Hương Thu. Tao nghĩ là tao sẽ ăn thử cái mắc nhất đầu tiên. Là cái ngũ nhân hả? Ừ. Ừ, thấy nó bình thường nhất đó. Nó là cái bánh cơ bản nhất luôn á. Nó bé bằng lòng bàn tay như vậy nè. Nhưng mà so với giá thị trường của nhiều hãng bánh khác thì 110.000 cho một cái bánh như vậy quá là đắt đỏ. Hồi xưa lúc mà mình chưa có cơ hội được uống Phúc Long, nghĩa là không có tiền á, thì em cảm thấy là trời ơi, cái bánh trung thu bé xíu vậy mà bán trăm mấy ngàn, thật là phí. Nhưng mà những cái Yến mua hôm nay toàn là những cái best seller của Phúc Long thôi. Không biết nữa. Mình sẽ bẻ ra một nửa. Chọn con dao dễ buồn.
Đây. Trong đây có trứng muối nè. Một cái trứng muối rất là mập. À, có mè, có đậu phộng, có hạt dưa. Ủa vậy nam nhân của nó là gì? Nhân thập cẩm á. Giống như là bánh nhân thập cẩm vậy, có mỡ nữa. Không phải mỡ đâu, cái đó là bí á. Ăn thử một miếng. Ăn chay được. Mày không, mày chay nguyên bột cho được. Em nghĩ là không đâu. Cái này có dương nè. Ăn thử cái cục đó coi phải là cục mỡ không hay là... Cái này là bí. Bí hay cục mỡ vậy? Bí. Tại vì Yến đang trong thời gian ăn chay, Yến chỉ kiêng thịt cá thôi. Hải sản, nói chung là đồ động vật á, còn trứng sữa thì nó ăn. Bí. Ok. Ê, đầu tiên nhìn thì thấy cảm giác là nó không phải là năm hạt hạt, mà nó chỉ là một cái bánh thập cẩm thôi. Trong đây mình có mấy cái loại như là bánh thập cẩm bình thường mình hay ăn á. Hạt mè nè, cuốn dương nè, hạt dưa nè, hạt bí. Hạt bí nè. Hạt đều. Đều nè, năm loại rồi. Ồ vậy thôi hả? Ừ. Vậy tại sao nó 101 vậy? Mắc quá à. Ta nhớ là bánh thập cẩm rất rẻ mà. Tại vì nó là Phúc Long. Ăn thương hiệu à. Ừ. Ê, ê, ăn thử nha. Chúng ta có một ly trà sữa Phúc Long ở đây nè. Ừ. Bánh trung thu người ta chỉ ăn được có vậy thôi. Tao ăn được gì thôi. Ăn được xíu vậy thôi. Không, nhưng mà những bánh, quả bánh rất là mềm. Ý cảm thấy quả bánh rất là mềm luôn á. Kiểu là ăn nó nhẹ nhàng. Ăn không? Bánh. Còn thường bánh trung thu mình ăn bên ngoài thì cái vỏ thường dễ bị khô lắm. Cái nhân ở trong nó có ngọt nhưng mà nó cũng không ngọt lắm. Đúng không? Không ngọt quá, nhiều bánh bánh mặt cảm rất ngọt. Nói chung là ngon. Nhưng mà 101 mắc quá. Nó nằm béo. Ừ. Cái vị béo của nó còn dài quá. Mình nhai xong mình vẫn còn nghe cái mùi béo. Nghe cổ luôn rồi. Cái hậu nó lâu quá. Nhưng mà rất là thích ăn quả bánh tại vì nó mềm. Ừ, mình ăn cái quả bánh thôi. À không. Mình dừng lại ăn bánh tiếp theo chứ. Xong. Ta thử xong. Thật tốn kém. Mọi người nhớ nhấn like và subscribe trên cái video này nha. Tại vì quá tốn kém cho cái video này. Mua mấy trăm ngàn về thì để ăn và review cho mọi người biết là mọi người có nên mua một cái bánh như vậy không thôi. Được, có trà nè. Tiếp theo. Cà phê rất thơm. Có mùi bơ. Cái khuôn đổ rất là đẹp nhưng mà mình không thể chê được. Tại vì là khuôn của thợ lành nghề mà. Cho nên là đổ rất là chắc tay. Những cái bạn nào mà làm bánh trung thu rồi thì sẽ biết là ép cái bánh trung thu rất là cực. Rất là cực để lên một cái khuôn đẹp như vậy. Đó. Trời ơi, cái trứng đảo không? Cái trứng thôi. Ồ, cái trứng đảo à? Cho tao cái trứng đi. Tất nhiên là không rồi. Cho tao cái trứng thêm một nghiệp tới nữa đó. Tao chấp nhận làm bị nghiệp. Ngon nè. Nhưng cái này là cà phê nhân bạc hà. Bạc hà màu xanh dương chứ. Bạc lá, bạc hà màu xanh lá hả? Lá à, tao quên, tao quên bạc hà mà mình uống mới là màu xanh dương. Bạc hà hóa chất là màu xanh dương. Không. À, cái đó là soda đúng không? Ừ. À, sorry mọi người. Nó rất là thơm. Nó rất là thơm. Và nhìn thấy là vỏ bánh khá là mỏng và nhân rất là nhiều. Ngoài cái nhân bạc hà, cái người ta nghĩ là đậu xanh xong rồi có bạc mùi bạc hà ở trong hả? Em thử. Ừ. Thì ở đây có hột dưa nữa. Nè. Ít thôi. Cái trứng thì nó nguyên cái. Không được. Không được ăn trên đầu trên cổ như vậy. Còn rất nhiều người trong nhà này chưa được ăn nha. Ta cũng chỉ ăn được một chút xíu thôi. Đây. À, Yến cũng sẽ thử một miếng như vậy. Một chút xíu trứng như vậy. Cái trứng trong cái bánh á, bánh này có giá là 88 ngàn. Thì cái trứng trong bánh nó rất là mập. Nó ú và còn sau khi nướng xong mới thấy là nó còn nguyên và cái trứng á khá là bóng. Nói chung là nhìn cảm thấy là mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Trứng có vẻ ngon em ơi. Thì đúng rồi. Mình ăn. Anh Huy ăn mất tiêu cái trứng luôn rồi. Cái trứng của em á. Thiệt luôn á, bởi vậy hai người lấy nhau là chính xác luôn á. Thật sự. Nhưng mà tao nhường cho Mon nè, đâu có ăn cái trứng đâu. Đây. Ừ. Ê. Nó là đậu xanh á. Nó là đậu xanh, có hương bạc hà và bánh quá mềm. Mềm và dịu lắm luôn á, đúng không? Ơi, lần đầu tiên ăn được một cái bánh trung thu mà mình ăn xong mình nghe cái hơi lạnh nó còn tồn lại á. Ăn cảm thấy rất là vui, vừa ngọt. Ăn giống như ăn cục kẹo Mentos. Đúng rồi. Như cục kẹo Mentos. Đó là một cục kẹo đánh răng á. Bánh này ngon quá. Bánh này ngon quá. Đây. Cái hạt dừa bên trong á làm cho mình lúc nhai mình nghe cảm giác giòn giòn. Để cho mình một miếng nào. Ngon lắm á. Ừ. Với cái giá của cái bánh này và cái Ừ, mà ăn cái không tính được. Chị mi. Là cái vị bánh. Thì nghĩ là 88 ngàn xứng đáng. Nó quá ngon. Ừ. Và bánh quá mềm, dịu. Ừ. Không khô, không hề khô luôn. Rất là mềm. Không nghĩ là bánh trung thu nó có thể mềm được như vậy. Đó. Tiếp theo tụi mình còn hai cái nữa rồi. Cái này là nhân hương thu. Tụi mình còn hai cái, một cái cà phê hương thu. Với trà xanh hương thu. Trà xanh hương thu. Tụi mình sẽ để ở giữa. Bánh mềm lắm á mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy cái độ mềm đó bằng cách là Yến sẽ ấn cho mọi người xem nè. Nó sẽ lúng vô. Cảm giác rất là mềm và bánh bóng bẩy rất đẹp.
Wow. Thương Thu là màu đen á. Cái trứng này không đẹp như cái hồi nãy. Ừ. Hơi bỏ dầu một chút. Vẫn giống như cái hồi nãy. Cái vỏ bánh rất là mỏng và nhân rất là nhiều. Tuy nhiên là cái điều miễn thích nhất trong bánh Trung Thu của Phúc Long á là vỏ bánh, dù là bánh cẩm như vậy hay là những cái bánh khác thì cái vỏ đều rất là mềm, rất là dịu và rất là dễ. Em nêu lên cho một miếng nè. Trứng mua đúng là trứng nào cũng như thế nào. Ăn đầu tiên nghe được cái mùi cà phê đầu tiên. Giống như khi nãy mình ăn cái này á thì cái mùi cà phê sẽ dịu hơn, nhẹ hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái bánh Hương Thu thì nghe mùi cà phê nhiều. Nghe một ít sô-cô-la nữa. Cái mùi ý không cảm nhận được cái nhân của nó là cái kiểu như thế nào, mà ý như cảm thấy là lúc mình ăn vô mình nghe cái kiểu nó rất là dịu và rất là nhẹ. Chính xác hỏi là mùi gì thì không biết, nhưng mà nó rất dịu. Lạ ha. Cái này khi mà mình chỉ... là nhân đậu xanh. Tất nhiên sẽ là nhân ngọt, sẽ là nhân đậu xanh rồi. Nhưng mà bỏ các vị khác nhau. Ý là ăn cái này chung với lại bánh trứng muối á, khá là ngon. Đây là cái trứng muối nè. Nó sẽ có được cái độ tan, dẻo mềm của bánh. Trứng muối thì mặn mặn. Chứ cái vị thơm của Hương Thu nó thoảng qua. Không nên ăn nhiều cà phê được. Ý cảm thấy là hai cái này xứng đáng để là 88 nghìn. Tiếp theo cái còn lại. Bản thân là Ý rất là thích cà phê và trà xanh. May quá tụi mình mua được cả hai cái. Trà xanh Hương Thu nữa. Đây là cái trà xanh Hương Thu. Màu của trà xanh rất là đẹp. Đẹp ha. Đúng cái kiểu bột trà xanh mà mình mua về pha matcha luôn. Ừ. Thường khi mà mình mua bên ngoài thì nó sẽ không có được cái màu đẹp như vậy. Nói chung là tiền mắc mà. Chứ có rẻ đâu. Wow. Ủa tại sao cùng Hương Thu mà cái bánh màu đen là nhân màu đen và cái bánh màu xanh là nhân màu xanh? Cái này là gì? Bạc, trà xanh Hương Thu, còn cái này là cà phê Hương Thu. Tao biết Hương Thu ở đây là gì rồi. Như tao nói khi nãy, lúc tao chưa bẻ bánh ra. Đó là cái mùi hương thoảng qua rất là dịu nhẹ thôi. Kiểu là mùi thu là cái mùi dịu nhẹ, học văn như gì á. Em đi. Nè. Ít thôi. Ờ, khác với lại cái bánh khi nãy, cảm thấy là cái vỏ bánh của nhân cà phê khi nãy thì nó dẻo á, nên là mình bẻ kiểu là có độ dẻo, còn cái này là nó kiểu là mới đụng nhẹ thì nó đã tách ra rồi, nên nó khô hơn, đúng không? Ừ. Ừ, thử. Trứng không? Không. Yên cũng sẽ ăn với một chút xíu trứng, tại vì bánh có trứng mà. Ok, đúng nghĩa một chút xíu. Đây. Bánh này nó khô không? Như matcha không giữ được độ chát. Vỏ bánh không nghe được cái vị chát. Đúng không? Nhưng mà lúc mình bẻ thì mình cảm thấy nó bị khô. Mình cũng sợ là ăn nó bị khô, nhưng mà lúc mình ăn thử thì vỏ bánh vẫn còn mềm. Đúng không? Mà chính xác là không mềm mà cái vỏ này. Ừ, không mềm như vỏ cà phê nhưng mà vẫn mềm hơn vỏ bánh Trung Thu của những cái hãng khác bên ngoài. Cái này là... cái này là nhân đậu xanh nhưng mà nó có cái mùi vị khác nhau thôi. Thường bánh ngọt sẽ là nhân đậu xanh mà. Ờ, nhân dừa đúng không? Nói chung là bánh này ăn vẫn nghe được cái vị... cái mùi thơm của trà xanh, cái vị dịu nhẹ của cái mùi Hương Thu á. Nhưng mà Ý vẫn thích cay cái cà phê nhẹ hơn. Thì tôi thấy là ăn hai cái này sẽ không có bị ngấy nhiều. Cả ba cái này nha, sau khi ăn thì cảm nhận là Ý thích hai cái này. Nếu mà giữa cái bánh trà xanh và cái bánh năm vị á thì Ý sẽ chọn cái trà xanh, tại vì ăn nó cảm giác rất là dịu nhẹ, đồ ngọt không có quá nhiều. Hai cái này mình ăn mình cảm thấy là nó vừa dịu, vừa nhẹ, vừa thanh, và nó có cái độ dẻo dẻo rất là thích. À, bánh trà xanh này có một cái khuyết điểm là Yến cảm thấy là lúc mà bẻ thì nó hơi khô, tuy nhiên là ăn thì nó không khô lắm. Nhưng mà Yến thì hy vọng là bánh trà xanh á thì cái vỏ bánh ngoài cái màu sắc đẹp thì mình nghe được cái vị chát của trà xanh, nhưng mà cái này thì không có. Nói chung là cái này chỉ có 88.000 thôi so với cái mình 101, thì Yến cảm thấy là nếu mà Yến mua trở lại thì Yến sẽ không mua cái này, tại vì vừa mắc và Yến không thích, nó không có được như mình mong muốn, đúng không? Yến thì cứ nghĩ là nó phải là cái gì đó đặc biệt hơn, nhưng mà thì ra là chỉ đặc biệt ở cái tên thôi. Như cái thập cẩm. Ừ, nó như một cái bánh thập cẩm bình thường, một trứng và 101, rất mắc. Ba cái này đúng là nhỏ nhưng mà chất lượng mà nó đem lại á thì xứng đáng, và trong ba cái nếu mua lại thì sẽ mua hai cái này. Cái này ăn thử cho biết đó. Xong Tí nó vừa ăn thử xong bốn vị thuộc dạng là best seller của Phúc Long, và Tí cũng mới vừa cho mọi người nghe qua cảm nhận. Thật sự thì khi mà tới mùa Trung Thu thì tụi mình có rất là nhiều lựa chọn ngoài bánh Phúc Long. Phúc Long là bán nước, sau này mới có Trung Thu thôi, nhưng mà ngày xưa lúc mà nghe mọi người khen nói là bánh Trung Thu ăn là fan của Phúc Long thì mình cũng đang thử rồi. Năm nay mới có cơ hội là mua nhiều về ngồi ăn thử như vậy. Hy vọng là mọi người xem xong cái video thì mọi người biết là mọi người nên thử cái nào và tại sao mọi người thử. Mọi người có ăn thử thì nhớ comment cho biết cảm nghĩ của mọi người nha. Và nhớ đừng có quên like và subscribe channel Quyến. Thật là nhiều tin, nhiều calo.
thật là thương cái cân và cái bụng. Bây giờ thì Yến với lại con bánh bèo này sẽ ngồi đây ăn cho xong. Không, mình mày thôi. Miếng bánh nữa hả? Không, ta ăn hết. Còn mày ta ăn. Mẹ ơi, miếng tôm thô không mẹ? Ngon lắm á. Ăn đi. Ăn không? Trời, năn nỉ luôn á. Bánh tôm thô ngon hơn ngoài, có bán nhiều luôn á. Ăn không? Mẹ ngủ rồi. Mẹ im luôn mà. Bây giờ khui ra rồi, tụi bánh văn hết chứ sao giờ? Ừ, mình mày ăn. Bây giờ thì đi pha trà. Đi pha trà. Và ăn bánh trung thu đó. Video này là hết rồi, hy vọng là mọi người thích cái video này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye. Ngồi nóng quá đổ mồ hôi liên tục. Ăn đi. Không, chị sẽ ăn lại cái này, cái bạc hà. Tại vì chị cảm thấy nó cái vị nó rất là dễ thương. Ăn không ngấy luôn á. Đậu xanh là rất mềm ha. Ngon. Bình thường mấy bánh em bé đó cũng cỡ 60.000. Nhưng mà nó đặt là rất khô. Thêm hai mấy ngày nữa ăn một bánh rất ngon.